Vâng, em Thảo gửi lời chào tới các bác. Hôm nay thì một cái video ngắn về cái dụng cụ kéo cắt cành. Thì trong tất cả những cái dòng kéo cắt cành thì hôm nay bên em lại về cái dòng kéo đặt đã khá lâu rồi. Để hôm nay về thì em cũng đăng tải lên luôn để gửi tới các bác làm vườn cũng như là các bác làm cây đang tham khảo tới một chiếc kéo tốt. Thì đây là cái mẫu kéo Sanda, một cái dòng kéo Nhật. Đấy, và chiếc kéo này thì em cũng chi tiết để cho các bác được lựa chọn nhé. Bởi vì cái dòng kéo này nó có rất nhiều hàng nhái. Để làm thế nào để các bác chọn là một chiếc kéo loại 1 thì em cũng xin chi tiết để các bác nhà mình được biết. Đấy, đây là một chiếc kéo Santa loại 1 này, hàng Japan, chữ chìm đấy nha các bác nhé. Sanda 210. Đấy, và khi các bác mua về các bác sẽ mở, đầu tiên là mở cái lẫy kéo ra. Chỉ cần các bác ấn mạnh vào là chiếc kéo nó sẽ mở ra luôn này. Các bác ấn mạnh vào. Đấy. Với chiếc kéo này thì cái chốt lẫy của nó sẽ khác hoàn toàn với tất cả những chiếc kéo khác nhé. Cái lò xo của nó rất khỏe đây. Và đi cùng với mỗi một chiếc kéo thì sẽ được tặng theo một chiếc lò xo như thế này. Đấy. Và với cái mẫu Sanda này thì bên nhà em cũng đang giảm giá để các bác nhà mình quan tâm tới kênh, tương tác với những cái sản phẩm của nhà em. Một chiếc kìm Sanda như thế này nhá, đây là loại 1, các bác nhìn nó rất chi là sắc nét. Đặc biệt là ở cái điểm tay cầm. Cái kéo rất quan trọng ở cái điểm tay cầm. Cái tay cầm này thì cái bản của nó sẽ to hơn tất cả những cái loại kéo. Không loại kéo nào có cái bản to như thế này. Cái bản to thì giúp các bác cầm sẽ êm tay, dễ sử dụng. Đấy. Và sau đó là cái lưỡi của nó nhé. Cái lưỡi của cái Sanda này, các bác sẽ phân biệt ở cái kéo loại xịn nó sẽ như thế nào. Chiếc kéo loại xịn này, các vị bác nhìn đây là cái chế độ tự mài của nó. Cái chế độ tự mài, bao giờ một chiếc kéo xịn nó có một cái vành chế độ tự mài ở đây. Và cái viền chống trượt của nó rất chi là sâu. Khi các bác cắt xuống nó miết vào nghe rất chi là êm nhé. Cực kỳ là sắc bén luôn. Và các bác nhận biết luôn lên trên chiếc kéo loại 1 này, nó sẽ có một cái điểm đen ở đây nhé. Còn chiếc kéo loại 2 thì cái điểm này của nó sẽ là điểm trắng. Đấy là một cái quan trọng nhất để em chi tiết từ các bác chọn một cái dòng kéo xịn. Mẫu kéo Sanda này thì nhà em đặt rất chi là lâu nhé. Cả năm hôm nay thì hàng mới về. Và các bác quan tâm một chút thì em sẽ nói giá luôn, để các bác nhà mình biết cái mẫu này giá của nó sẽ là bao nhiêu tiền. Đấy, đây là mẫu Sanda xịn nhé. Bản tay cầm rất chi là êm. Bản trước bản sau đều có đệm này. Đây các bác này. Đấy. Và một chiếc kéo như thế này thì đây là cái bản đằng sau. Cái điểm liên kết của nó là ốc vít rất chi là chắc chắn. Ở trên này một lượt ốc ngược, một lượt ốc xuôi nhá. Đấy, nó sẽ liên kết như nhau như thế này này. Và chiếc kéo này thì cái bề lưỡi của nó tầm độ 6-7 cm. Cái này thì giúp các bác cắt những cành to bằng ngón tay ok hết nhá. Cắt cành bằng ngón tay này. Đấy, đây là một chiếc kéo loại 1. Đấy, em vừa chi tiết tới các bác là cái cách để các bác chọn một chiếc kéo Sanda loại 1. Thì với cái mẫu này nhà em đặt đúng một năm nay rồi, hôm nay hàng về số lượng thì cũng không được nhiều. Để phục vụ các bác làm cây làm vườn. Thì cũng trong thời gian vừa rồi thì bên cơ sở em cũng đưa gửi từ các bác cái mẫu hàng 0850 hoặc là 8618. Thì cũng muốn nâng cấp cho các bác, cho nó trọn vẹn và cho nó thật chi là tốt để các bác quan tâm tới kênh nhiều. Thì cái dụng cụ này em đang gửi tới các bác sẽ là 180.000 trên một cây. Giá sẽ miễn phí ship trên toàn quốc nha các bác nhé. Đấy. Một cái sản phẩm loại 1 mà giá cực kỳ là tốt luôn. Và khi các bác mà đã đặt của bên cơ sở em Thảo về thì các bác hãy bỏ ra kiểm tra hàng thật cẩn thận trước khi trả tiền. Số điện thoại của bên cơ sở em thì sẽ là số 0888 636 138. Đấy là số điện thoại chính, có cả Zalo, có cả Facebook để em tư vấn các bác về tất cả những cái dụng cụ làm vườn cũng như là cái dụng cụ làm cây của nhà em. Đấy. Thì cái mẫu này thì em cũng vừa nói nhé, sẽ miễn phí ship trên toàn quốc là 180.000 đồng. Hàng Sanda loại 1 cho các bác nhé, em không bán loại 2. Đấy, với tất cả những cái sản phẩm này thì giá thì đảm bảo với các bác là sẽ tốt nhất trên thị trường. Không ở đâu có được cái kéo Sanda giá lại tốt như vậy. Và sản phẩm thì sẽ là sản phẩm loại 1 để gửi từ tất cả tay các bác nhà mình. Đấy nha các bác nhá, rất chi là kỹ để các bác nhà mình xem. Em cũng xin kết thúc video ngắn nhá. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Em đã gửi cho các bác nhiều những cái dụng cụ hay của bên em.
giá thì sẽ là thật tốt để cải thiện cũng như là nâng cấp kênh để cho các bác được theo dõi nhiều ở những cái video tới của bên cơ sở em. Các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những cái video của nhà em qua những cái sản phẩm hay như thế này nhé. Em chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.